Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Mỹ Trung Quốc ngấp nghé chiến tranh lạnh mới và có thể tàn phá kinh tế toàn cầu. Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vốn đã tiến sát tới mức thảm họa trước khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán diễn ra. Nhưng rồi, đại dịch đã đẩy mối quan hệ rơi xuống tiếp tục vực sâu hơn nữa. Những chuyển động giữa Bắc Kinh và Washington đã trở nên căng thẳng trong đợt viêm phổi Vũ Hán, đến nỗi các chuyên gia về Trung Quốc giờ đây cho rằng hai cường quốc vừa bước vào những ngày đầu của một cuộc chiến tranh lạnh mới và có thể làm kéo dài đại dịch thêm ra và làm trầm trọng thêm sự tàn phá về kinh tế có liên quan đến virus và làm suy yếu khả năng của thế giới trong việc ngăn chặn các nguy cơ thông thường. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau ở Osaka, Nhật Bản vào hồi cuối tháng 6 năm 2019. Về cơ bản, chúng ta đang ở giai đoạn đầu của chiến tranh lạnh. Ông Xie, Giám đốc Trung tâm Quan hệ Mỹ-Trung thuộc Hội Châu Á đã nói, và chúng ta đang trượt dốc tới một tình trạng ngày càng đối nghịch với Trung Quốc. Vẫn theo ông Xie chia sẻ, ông nói thêm, hậu quả của mối quan hệ Mỹ-Trung bị đổ vỡ sẽ rất nghiêm trọng đối với thế giới và nền kinh tế toàn cầu. Bởi vì khả năng của Mỹ và Trung Quốc hợp tác với nhau chính là yếu tố then chốt duy trì kiến trúc toàn cầu hóa và thương mại hóa toàn cầu. Khi mất đi yếu tố đó, sẽ có sự xáo trộn rất lớn. Trong chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô, hai quốc gia hùng mạnh nhất hành tinh, mâu thuẫn về ý thức hệ, đó là điểm chính của cuộc đối đầu kéo dài 4 thập kỷ giữa hai siêu cường. Nhiều người lo ngại rằng tình trạng thù địch ngày càng tăng giữa Washington và Bắc Kinh có thể dẫn tới một cuộc chia rẽ toàn cầu tương tự như vậy. Đối với toàn bộ hệ thống quốc tế, một cuộc chiến tranh lạnh sẽ có tác động tàn phá, ví dụ, nó sẽ đặt tất cả các vấn đề về toàn cầu hóa từ biến đổi khí hậu cho đến đại dịch hay khủng bố vào tính toán của mỗi bên là họ sẽ tăng hay giảm sức mạnh tương đối của họ, làm cho việc hợp tác của các bên thậm chí còn khó khăn hơn. Bà Elizabeth, Giám đốc Nghiên cứu Châu Á tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại nói như vậy. Theo bà, chiến tranh lạnh cũng sẽ buộc các quốc gia phải chọn đứng về một bên nào, và khi làm như vậy họ phải đổi rất nhiều khó khăn và có nguy cơ tiết lộ một số điều chẳng hay ho gì về chính họ, như là cách họ ưu tiên các giá trị chính trị, an ninh, quân sự và sinh kế của quốc tế, cũng như về kinh tế của họ. Cuộc chiến tranh lạnh mới tiềm tàng có gốc rễ từ nhiều năm qua, trước cả khi ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ. Thật khó để xác định chính xác lúc nào quan hệ Mỹ-Trung bắt đầu chuyển từ thân mật nhưng cảnh giác sang thù địch ngày càng gia tăng của cả hai bên. Nhưng có một dấu mốc là khi Bắc Kinh khởi động những nỗ lực nhằm đảm bảo việc họ kiểm soát Biển Đông, một tuyến hàng hải có tầm quan trọng chiến lược toàn cầu. Và kể từ năm 2015, chính phủ Trung Quốc bắt đầu khẳng định mạnh mẽ những tuyên bố chủ quyền bằng cách biến các rặng san hô và bãi cạn trên biển thành những đảo nhân tạo. Việc Trung Quốc quân sự hóa ở đó đã gây những phản ứng giận dữ từ Việt Nam, Philippines và một số nước láng giềng khác cũng tuyên bố chủ quyền với một vài điểm trùng nhau ở Biển Đông. Chính phủ Hoa Kỳ cũng nhiều lần lên tiếng và phản ứng về việc này. Đây là hình ảnh hãng ảnh vệ tinh IMAX International của Israel vào ngày 13 tháng 5 cho công bố những bức ảnh chụp vào ngày 9 tháng 5 cho thấy máy bay cảnh báo sớm KZ-500 và KQ-200 và máy bay trực thăng Z-8 của Trung Quốc xuất hiện tại Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Những máy bay vừa nêu được đưa ra khỏi kho chứa và đậu ở bên ngoài. Điều này cho thấy Đá Chữ Thập là nơi Trung Quốc dùng làm căn cứ cho hoạt động do thám máy bay trong khu vực. Một tác nhân khác là vấn đề về Đài Loan. Chính Bắc Kinh đã tuyên bố chủ quyền về Đài Loan là một điểm căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ trong hơn 70 năm qua. Nhưng dưới thời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông ta đã cố ép các đồng minh ngoại giao của Đài Loan cắt đứt quan hệ. Mặt khác, ông Tập cũng đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội Trung Quốc. Và những động thái này làm cho vấn đề trở thành một mối lo ngại mới. Một trong những điểm gây căng thẳng nhất giữa Washington và Bắc Kinh là chính sách có tính dấu ấn của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. Từ lâu trước khi trở thành Tổng thống Mỹ, ông Trump đã nói ông tin rằng Trung Quốc trục lợi kinh tế từ nước Mỹ, gây ra tình trạng thâm hụt thương mại lớn giữa hai nước. Sau khi lên nắm quyền, ông Trump bắt đầu áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá hàng tỷ đô la vào giữa năm 2018 để gây áp lực đến Bắc Kinh, buộc họ phải thay đổi chính sách kinh doanh với Mỹ. Ngoài ra, còn một yếu tố khác dẫn đến chiến tranh lạnh, đó là Hoa Kỳ chống lại việc Trung Quốc phổ biến công nghệ 5G của họ trên khắp thế giới. Trung Quốc và đặc biệt là công ty viễn thông khổng lồ Huawei đã đi đầu cho công nghệ 5G. Nhưng trong năm qua, Mỹ đã công khai lên tiếng
bày tỏ hết sức lo ngại về việc sử dụng công nghệ của Huawei trong các mạng viễn thông của các nước đồng minh. Hồi tháng 2, chính phủ Hoa Kỳ buộc tội Huawei đã kiếm tiền bất hợp pháp, làm gia tăng căng thẳng với hãng này và chính phủ Trung Quốc. Ông Orville Hsieh, giám đốc Trung tâm Quan hệ Mỹ-Trung thuộc Hội Châu Á, cho rằng ngay cả khi đại dịch và cuộc bầu cử vào năm 2020 kết thúc, không thấy có kế hoạch rõ ràng nào về cách thức làm giảm căng thẳng hoặc đưa quan hệ Mỹ-Trung trở về trạng thái ổn định. Đó là điều đáng lo ngại. Người ta không thể thấy tình trạng này được kiểm soát như thế nào, ít nhất là không có nhiều bằng chứng cho thấy có những người có ý muốn hoặc vạch ra lộ trình để cố gắng làm chậm quá trình này, ông Hsieh đã nói. Chúng ta dường như chỉ có đang rơi tự do mà thôi, ông chia sẻ thêm. Và tình trạng Washington và Bắc Kinh công kích nhau nặng lời gần đây, gần như hàng ngày gửi tín hiệu báo động đến các chuyên gia về an ninh quốc gia. Họ lo rằng đang có mầm mống của một cuộc chiến tranh lạnh mới giữa hai siêu cường vào thời điểm đang có khủng hoảng trên toàn cầu. Đây là hình ảnh Tổng trưởng lý Smith là người đầu tiên kiện Trung Quốc vào tháng 4, cáo buộc nước này tổ chức một chiến dịch gian dối liên quan đến virus corona. Hơn một chục tổng trưởng lý các tiểu bang ở Mỹ đã kêu gọi Quốc hội mở cuộc điều trần về sự gian dối của Trung Quốc trong thời gian virus corona bùng phát. 18 quan chức tư pháp hàng đầu của các tiểu bang cuối tuần qua đã gửi thư lên các nhà lãnh đạo Quốc hội yêu cầu xem xét chiến thuật thông tin sai lạc của Trung Quốc khi virus đầu tiên bùng phát tại Vũ Hán vào cuối năm 2019. Đây là một sự chuyển động nguy hiểm đối với thế giới. Bà Ode, một chuyên gia về Trung Quốc tại Viện Nghiên cứu Nhà nước có trách nhiệm QuixSi đã nói, viện của bà cổ suý cho việc kiềm chế trong chính sách quân sự của Hoa Kỳ. Cả hai chính phủ Mỹ và Trung Quốc đều đang cố khai thác thất bại của phía bên kia để phục vụ cho mục đích đối nội, bà nói, và cho rằng họ đang lấy lửa để dập lửa giữa lúc thế giới đang bị hỏa hoạn. Bà Ode và các chuyên gia khác cho rằng hậu quả có thể rất to lớn, kéo dài đại dịch, làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, gây nguy hiểm cho các cuộc đàm phán thương mại nhạy cảm và mở ra những rạn nứt địa chính trị mới. Còn ông Jacob Stocke, một nhà nghiên cứu kỳ cựu về chính sách của Trung Quốc nói, đây là một vấn đề nghiêm trọng mà bạn hy vọng sẽ có sự hợp tác của toàn thế giới, đặc biệt là giữa các cường quốc hàng đầu, bởi vì nếu không có sự hợp tác đó, mặt tiêu cực sẽ rất lớn. Ông Stocke làm việc tại Viện Hòa bình Hoa Kỳ, một viện phi đảng phái. Và cho đến nay, không có dấu hiệu nào cho thấy căng thẳng tăng cao sẽ dẫn đến một cuộc đối đầu quân sự, mặc dù Hải quân Hoa Kỳ đã tiến hành một loạt hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông, trong khu vực mà Bắc Kinh tuyên bố là lãnh hải của họ. Nhưng quan hệ Mỹ-Trung hiện nay tới mức xấu nhất trong gần 50 năm qua, ông Stocke, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Phó Tổng thống Biden đã nói như vậy. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại lễ ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 tại Washington vào ngày 15 tháng 1 năm 2020. Một trong những thiệt hại đầu tiên có thể xảy ra là thỏa thuận thương mại được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc ký kết tại Nhà Trắng vào hồi tháng 1 là thỏa thuận giai đoạn 1, mà các quan chức Nhà Trắng từng nói rằng sau này sẽ có một hiệp định lớn hơn về những điều còn khó khăn hơn. Không rõ liệu Trung Quốc có sẵn sàng và có thể thực hiện các cam kết của mình trong giai đoạn 1 hay không, trong đó có lời hứa sẽ mua thêm 200 tỷ đô la hàng hóa và dịch vụ của Mỹ trong 2 năm tới. Đó là từ nông sản cho đến ô tô và dụng cụ y tế của Mỹ. Ông Stocke nói rằng ngay cả trong thời khi kinh tế bình thường, thực hiện cam kết cũng đã khó rồi. Trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc hiện nay đang sụt giảm vì đại dịch, chính phủ của Chủ tịch Tập Cận Bình có thể tìm cách đàm phán lại bản thỏa thuận. Liệu có thể có giai đoạn 2 hay không khi mà giai đoạn 1 chẳng đi đến đâu? Ông Stocke đã nói như vậy, và đó là một thách thức rất lớn. Cũng vào hôm 4 tháng 5, Bộ trưởng Tài chính của Tổng thống Donald Trump Steven Mnuchin nói ông hy vọng Chủ tịch Tập sẽ thực hiện đầy đủ thỏa thuận ký kết hồi tháng 1 bất chấp căng thẳng, gia tăng và khủng hoảng kinh tế. Nếu họ ám chỉ ở đây tức là Trung Quốc không làm như vậy, sẽ có những hậu quả rất đáng kể trong mối quan hệ và trong nền kinh tế toàn cầu. Về mặt các bên sẽ thay đổi cách làm ăn với Trung Quốc, ông Mnuchin đã nói trong một cuộc họp phỏng vấn như vậy. Nhưng ngay cả khi ông Mnuchin hy vọng sẽ duy trì được bản thỏa thuận thương mại, ông Trump vẫn đưa ra ý tưởng áp thuế mới đối với Trung Quốc và cố gắng đòi bồi thường cho thiệt hại kinh tế và nhân mạng vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã gây ra. Họ đã phạm phải sai lầm kinh khủng và họ không muốn thừa nhận điều đó, Tổng thống Mỹ đã nói vào hôm 3 tháng 5 trong một buổi gặp với công chúng trên kênh truyền hình Fox News. Họ đã cố che giấu nó,
họ đã dập thông tin về nó giống như một đám cháy, nhưng họ đã thất bại. Ông Trump đã nói như vậy. Tổng thống Mỹ cũng cho biết ông đang tìm cách để buộc Trung Quốc trả tiền, nhưng ông không đưa ra chi tiết cụ thể bằng cách nào. Đây là hình ảnh camera theo dõi trước trụ sở của Kukler tại Bắc Kinh. Vào ngày 13 tháng 5 năm 2020, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đã đưa ra báo động chính thức. Theo đó, Trung Quốc đang mưu đồ sử dụng tin tặc đánh cắp các nghiên cứu của Mỹ về vaccine ngừa viêm phổi Vũ Hán, vì điều này hết sức quan trọng đối với Trung Quốc nhằm duy trì sự phát triển kinh tế. Chúng tôi chưa xác định được số tiền cuối cùng là bao nhiêu, ông Trump đã nói tuần trước khi được hỏi về các khoản bồi thường có thể đòi về phía Trung Quốc, và số tiền đó sẽ rất đáng kể, ông Tổng thống nói thêm. Nếu ông Trump quyết định được lời đe dọa về thuế quan hoặc các hoạt động trả đũa kinh tế khác, điều đó có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng kinh tế, bà Auden cũng nói thêm. Nó sẽ có tác động lớn, làm ớn lạnh nền kinh tế và thị trường toàn cầu. Căng thẳng gia tăng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tại đại dịch cúm viêm phổi Vũ Hán đã trở nên tồi tệ hơn, làm khởi phát cuộc chiến tranh lạnh mới. Cựu đàm phán thương mại hàng đầu của Nhà Trắng, ông Wilhelm đã nói vào hôm 5 tháng 5 như vậy. Và thực tế là căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang gia tăng đáng kể tại thời điểm này. Ông Wilhelm, cựu giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia, nói với đài truyền hình CNBC. Ông cũng nói thêm, tôi biết mọi người cảm thấy bất an với thuật ngữ này, nhưng tôi nghĩ chúng ta phải trung thực và gọi đúng tên của sự việc. Và đây là sự khởi đầu của cuộc chiến tranh lạnh mới. Và nếu chúng ta không cẩn thận, mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn nhiều. Ông nói thêm. Và thực tế là người ta ngày càng thất vọng về các chính sách kinh tế của Trung Quốc, và Trung Quốc cũng phải trả lời rất nhiều câu hỏi liên quan đến virus corona. Ông Wilhelm được biết đã rời chức vụ của mình trong Nhà Trắng vào hồi năm ngoái. Cũng trong một diễn biến tiếp theo, ông Vong, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Mỹ tại Đại học Bắc Kinh, cho rằng những lời đao to búa lớn không ngừng của chính quyền ông Trump đổ lỗi cho Trung Quốc về dịch viêm phổi Vũ Hán có nguy cơ gây ra cuộc chiến tranh lạnh mới. Nó cũng có thể làm xấu đi hình ảnh của Mỹ trong công chúng Trung Quốc, ông nói. Trước đây, người ta thường coi hệ thống chính trị của Hoa Kỳ là đáng tin cậy. Giờ thì điều đó đã bắt đầu thay đổi, ông Vong đã nói như vậy. Như nhiều chuyên gia chính trị và quan chức chính phủ Trung Quốc cho biết, ông Vong tin rằng các cáo buộc của ông Trump đối với Trung Quốc là một phần của âm mưu nhằm làm đánh lạc hướng những chỉ trích trong nước Mỹ về việc ông Trump xử lý đại dịch. Và trong những tuần gần đây, ông Trump đối diện với kết quả thăm dò ý kiến cho thấy sự ủng hộ dành cho ông bị giảm, trong khi đó ông Biden đang vượt lên một chút ở một số bang chiến địa. Đây là hình ảnh trong một cuộc phỏng vấn với Reuters tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump nói Bắc Kinh muốn đối thủ của Đảng Dân Chủ là ông Biden giành chiến thắng để giảm bớt áp lực mà ông Trump đang đặt lên Trung Quốc. Ông nói, Trung Quốc sẽ làm bất cứ điều gì có thể để tôi thua trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Ngay cả thời điểm hiện tại, các quan chức và chuyên gia y tế của Hoa Kỳ vẫn đặt câu hỏi liệu có thể tin nổi hay không về số liệu tỷ lệ lây nhiễm và số người chết ở Trung Quốc. Bắc Kinh gần đây đã hạn chế việc tiếp cận với cuộc nghiên cứu của Trung Quốc về virus corona chủng mới, và điều đó càng làm tăng thêm mối nghi ngại của các nước phương Tây. Và mong muốn buộc Trung Quốc phải trả giá là điều có thể hiểu được. Ông Dan Blumenthal, giám đốc về nghiên cứu châu Á tại Viện Doanh nghiệp Mỹ, một tổ chức có cố vấn đặt ở thủ đô Washington đã nói như vậy. Nhưng ông Blumenthal, một cựu quan chức Lầu Năm Góc trong chính quyền của ông George Bush, nói rằng ông Trump phải có những bước đi cẩn thận vì Mỹ còn phụ thuộc vào Trung Quốc về một số mặt hàng y tế. Và ông ấy không nên khẩu chiến với ông Thập, lý do là có liên quan đến xuất khẩu y tế của Trung Quốc và những thứ quan trọng khác mà chúng ta, tức là Mỹ, cần. Về lâu dài, các chính trị gia Mỹ và công chúng sẽ muốn ít phụ thuộc hơn vào Trung Quốc và sẽ ủng hộ các nỗ lực tách hai nền kinh tế ra. Nhưng một nỗ lực như vậy có thể phải mất nhiều năm và sẽ phải trả giá, ông nói tiếp. Và các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ sẽ phải nói rất thẳng thắn với công chúng rằng trong một thời gian, các sản phẩm này sẽ có giá cao hơn. Ông Blumenthal đã kết luận như vậy. Ông Vang, chuyên gia của Đại học Bắc Kinh, nói tiếp rằng nếu Hoa Kỳ dẫn tới việc thực hiện lời đe dọa đòi Trung Quốc đền bù thiệt hại liên quan đến virus corona hoặc chia tách hai nền kinh tế, có lẽ điều đó sẽ gây ra phản tác dụng. Trung Quốc bắt đầu có dấu hiệu cho thấy đây sẽ là nền kinh tế đầu tiên phục hồi sau khủng hoảng, đưa Bắc Kinh ở vào vị thế mạnh hơn để trả đũa nếu quan hệ xấu đi thêm nữa, ông Vang nói như vậy. Ông Vang cũng nói rằng nếu Hoa Kỳ cố xa lánh Trung Quốc về mặt ngoại giao, thì Bắc Kinh sẽ chuyển sang hình thành các liên minh sâu sắc hơn ở châu Âu, châu Á và trên toàn thế giới. Cần phải nói rằng Trung Quốc không muốn điều này xảy ra. Trung Quốc muốn hợp tác, ông nói, nhưng Trung Quốc sẽ sẵn sàng phản công kinh tế
nếu những nhân vật có quan điểm diều hâu về Trung Quốc trong chính quyền của ông Trump tiếp tục đi trên con đường nguy hiểm này. Ông Văng nói như vậy. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2020 với bản tin Mỹ, Trung Quốc ngấp nghé chiến tranh lạnh mới và có thể tàn phá nền kinh tế toàn cầu. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.